răng hàng giá sốt chỉ trong 5 phút. Thế nhiều quà tặng. Chốt đơn ngay, giao liền tay. Chồng ơi, em chuẩn bị xong rồi đây. Chuẩn bị em đi nha, anh ở nhà chăm con giúp em nha. Ủa, tối nay em đi đâu vậy? Tối nay em đi dự tiệc, nên thành thử anh ở nhà với con. Nhớ cho con ăn uống đầy đủ nè. Rồi anh cũng đứng dậy, đừng có ngồi một chỗ ngoài nữa. Đi ra đi vào đi, cho máu huyết lưu thông nha. Anh biết rồi, có bao nhiêu đó mà cứ nói tới nói lui nói hoài vậy. Anh biết mà, lúc nào anh cũng làm việc không hả? Sáng giờ em chưa thấy anh đứng dậy chút xíu nào luôn đó. Anh nhớ ở nhà chăm con kỹ nha. Rồi bây giờ em đi nha. Sao vậy? Tự nhiên cái chân anh đau quá ta. Đau nhiều không? Ừ, rất là đau luôn á, hai đầu gối này. Thấy chưa, em nói rồi, sáng giờ anh phải ngồi đứng dậy, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Chứ anh ngồi hoài như vậy thì làm sao máu huyết của mình lưu thông được. Nhớ ở nhà vận động, và bây giờ làm ơn giúp em là gì? Không làm việc nữa, ra chăm con giúp em nha. Rồi, anh rồi, biết em rồi nha. Em đi nha, mai ngày mai hoài à. Thưa quý vị, vừa rồi đó là một tình huống mà mọi người thấy rằng đôi khi chúng ta ít vận động nè quý vị, hoặc là có những cái vấn đề là đau mỏi khớp nè, khô khớp nè, cứng khớp thì chúng ta thấy là hoạt động rất là khó khăn. Hôm nay trong chương trình mua sắm lần này với chủ đề điêu tốt chốt nhanh, chúng ta sẽ có với số lượng đó là 4 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp phòng quý vị. Mỗi hộp như thế với số lượng là 30 viên, như vậy là 4 hộp mình sẽ có là 120 viên. Mời quý các bạn sẽ cùng nhìn về cái thiết kế hộp ở bên ngoài nha. Đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp phong này quý vị. Với dòng sản phẩm này, mọi người thấy là những cái thành phần nè, công dụng nè, cách dùng nè quý vị đều rất là rõ ràng, đông tây y kết hợp, cho nên là nó hỗ trợ hiệu quả hơn, hỗ trợ để tăng cường dịch khớp quý vị. Với cái thành phần chính đó là glucosamine sulfate nha. Và khi mà chúng ta dùng á quý vị, mọi người chỉ cần mở hộp ra thôi. Đó, và bên trong sẽ là những cái viên uống, và những cái viên uống này mình có thể là sử dụng đều đặn mỗi ngày và thường xuyên như thế. Nó sẽ hỗ trợ để giúp cho các khớp của chúng ta có thể là vận động dễ dàng hơn. Đây là những cái viên uống mà mọi người có thể thấy là một bộ sản phẩm rất là cần thiết. Cho nên ngay lúc này để mọi người có thể chốt đơn thì hãy gọi ngay chúng tôi thông qua số điện thoại 1900 8055, hỗ trợ để giúp bổ sung những cái dưỡng chất cho khớp của chúng ta và giúp cho các khớp của mình vận động linh hoạt hơn. Nào hãy cùng đặt hàng với số điện thoại 1900 8055. Điều tốt chốt nhanh. Nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ trong thời gian qua, STJ ra mắt ưu đãi đặc biệt, giảm khủng lên đến 50% và miễn phí giao hàng toàn quốc cho các đơn hàng thứ hai. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu độc quyền của STJ, các dòng sản phẩm yến Saninet, nước hồng sâm El Nutri, nước đông trùng hạ thảo El Nutri, collagen El Nutri, thạch hồng sâm El Nutri. Ưu đãi cực khủng, đừng bỏ lỡ. Điều tốt chốt nhanh. Thưa quý vị, trong chương trình mua sắm ngày hôm nay, chúng tôi đang mang đến cho quý vị một bộ sản phẩm với bộ 4 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp phong quý vị. Với cái thành phần ở trong mỗi viên như thế, sẽ có glucosamine sulfate là 1500 mg, còn có MSM 300 mg, canxi hydrophosphate là 100 mg nữa quý vị, còn có collagen tiếp 2 nè, rồi bột sụn cá mập nữa quý các bạn nhé. Kết hợp thêm những cái loại thảo dược quý vị, ví dụ như là cao vỏ cây liễu trắng nè, rồi cao hy thiêm nè, cao ngũ gia bì nè, cao ngưu tất nè quý vị, bột xuyên khung và một số thành phần quý khác. Cho nên khi sử dụng thường xuyên như thế, nó hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho khớp, hỗ trợ tăng cường dịch khớp và làm trơn ổ khớp, hỗ trợ cho các khớp của mình vận động linh hoạt hơn, hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa khớp quý vị. Và trong chương trình mua sắm lần này với mức giá bán chỉ là 624.000 đồng mà thôi, mình sẽ sở hữu với số lượng là 4 hộp, và mỗi hộp như thế đó quý vị là 30 viên, 4 hộp là 120 viên. Và chúng ta sẽ có thêm quà tặng của chương trình nữa. Quà tặng của chương trình là một hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zintamin Ginseng Gold này quý vị. Nó hỗ trợ để tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ để giúp cho chúng ta có thể ăn ngon hơn, và đó là quà tặng của chương trình quý các bạn nhé. 4 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe viêm khớp phong, phù hợp với những người trưởng thành bị khô khớp, cứng khớp, đau mỏi khớp, những người lao động nặng nhọc có nguy cơ thoái hóa khớp. Hôm nay trong chương trình mua sắm lần này, để có những cái đơn đặt hàng, mọi người hãy gọi cho chúng tôi thông qua số điện thoại 1900 8055, dành cho điều tốt chốt nhanh. Nào bây giờ hãy cùng đặt hàng với SCJ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh.